Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 1 năm 2019. Thì bên cơ sở lan rừng nhà em có về rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng luôn ạ. Và đặc biệt là hôm nay nhà em có rất là nhiều loại mặt hàng lan mà được những người chơi lan rất là ưa thích và săn tìm ạ. Nhiều, rất là nhiều loại lan rừng đẹp luôn ạ. Rồi sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng cái mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn ạ. Trước tiên thì em để trước mặt cô chú anh chị, đây là dòng đen rô xuân ạ. Đen rô xuân, hàng hiện tại thì một số cây đã cho hoa rồi và một số cây thì đang nụ như thế này này. Đó. Hoa rất là xinh luôn. Và hoa này thì với những cây có hoa như thế này thì cô chú anh chị vẫn có thể Tết vẫn có thể trưng nhá. Tại vì dòng này thì hoa cực kỳ là bền luôn đấy ạ. Đó, cái màu sắc hoa rất là đẹp. Và đặc biệt là hương thơm ngào ngạt luôn đấy ạ. Đã, rất là xinh luôn, phải nói như vậy. Mỗi một chậu đen rô xuân như vậy này, mỗi một chậu đen rô xuân như vậy thì em sẽ bán với giá là 120.000. 120.000 một chậu như thế này thôi cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị có thể lấy khoảng tầm 1, 2 chậu hoặc là 3 chậu thì đã có một cái chậu lan đẹp để trưng Tết rồi đấy ạ. Hương cực kỳ là thơm và màu sắc rất là đẹp luôn. Cực xinh như thế này và các em mầm gốc đang lên rất là khỏe cô chú anh chị nhé. Đó, em xin nhắc lại là mỗi một chậu em bán với giá là 120.000 thôi. Hoa vô cùng là xinh đẹp luôn ạ. Rồi tiếp theo đây là em có dòng hạc vĩ hoa màu hồng phấn hay còn gọi là hạc vĩ thiên cung ạ. Hàng hiện tại thì đang nụ cô chú anh chị nhé. Thân đen cực kỳ là đẹp và đang có một số cây thì đang nhú ra những cái nụ như thế này này. Lô hàng quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Quá là đẹp luôn. Hàng hiện tại đã rụng hết lá này cô chú anh chị thấy ạ. Và thân rất là khỏe, rất là chắc và khỏe luôn. Đó. Thực sự là cái lô hàng này cô chú anh chị nào mà lấy được cái lô hàng này thì chắc chắn cái màu sắc hoa của nó khi mà nở sẽ vô cùng là sắc hồng, vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Cái dòng hạc vĩ này thì em bán với giá là 200.000 một kg thôi cô chú anh chị nhá. Đấy ạ, có một số cây thì đã nhú nụ khá là dài như thế này rồi. Đó, lô hàng quá là đẹp luôn mà giá thì lại rất là rẻ, em bán 200.000 một kg thôi cô chú anh chị nhá. Hàng đã rụng hết lá và đang nụ như thế này nên là cực kỳ là lợi cân luôn ạ. Rồi tiếp theo đây là em có cái lô quế tím cô chú anh chị nhé. Đây là hàng quế tím của vùng Bôn Đôn ạ. Quế tím vùng Bôn Đôn. Và em thấy là có một số cây thì hiện tại đang nhú nụ rồi này. Có một số cây đang nhú nụ rồi. Ở cái kệ lá của nó ạ. Những cây này có thể là nó sẽ cho hoa sớm. Còn một số cây thì em vẫn chưa thấy có nụ. Có một số cây có nụ rồi. Thì cái quế tím của đây là cái quế tím của vùng Bôn Đôn nên là cái giá của nó cũng khá là cao. Tuy nhiên cái lô hàng về thì thực sự là em nhìn thấy là nó cũng không được đẹp cho lắm. Đó, như thế hàng vừa về nhưng mà bản thân em thì cũng thấy là nó cũng chưa phải là đẹp cho lắm nhé. Cây thì không được to lắm và cũng nhiều cây nhỏ. Và cũng có một số cái lá chân thì nó bị vàng héo như thế này. Đó. Thế nên là mặc dù em mua rất là cao nhưng mà em sẽ giá khá là cao nhưng mà em sẽ bán giá với giá là 150.000 một kg thôi cô chú anh chị nhé. Đó, là quế tím vùng Bôn Đôn nên là cái giá của nó khá là cao ạ. Cô chú anh chị chơi lan thì tìm hiểu thì sẽ biết ạ. Rồi ạ, còn tiếp theo đây là cái long tu đá hoa tím cô chú anh chị nhé. Long tu đá hoa tím ạ. Hàng hiện tại thì các cái mắt nụ cũng đang chuẩn bị nhú lên rồi. Long tu đá hoa tím, cái khuôn bông hoa rất là xinh luôn ạ. Cánh tròn sắc tím, cánh tròn, cánh của nó, cánh hoa thì màu tím và sáp ạ. Rất là đẹp xinh. Em bán với giá là 220.000 một kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo đây là hoàng thảo chuỗi ngọc này. Hoàng thảo chuỗi ngọc hôm nay em cũng về lượng rất là lớn luôn. Và hàng phải nói là cực kỳ là đẹp, đang rất là nhiều nụ đấy ạ. Đang rất là nhiều nụ. Và cũng có một số cây thì đang rất là nhiều nụ. Tuy nhiên thì cũng có một số cây thì chưa có nụ đâu đấy ạ. Ôi dồi ôi,
Đây, như thân này thì đây ạ, đang các cái mắt này, từ những cái mắt dưới này lên thì đang cho rất là nhiều nụ luôn, rất là đẹp cô chú anh chị nhá. À, cũng có một số cây thì nó chưa cho nụ chứ không phải là 100% đều có nụ hết đâu ạ. Em bán với giá là 200.000 một kg cô chú anh chị nhá, 200.000 một kg ạ. Rồi tiếp theo bên này là hoàng thảo kiều vàng này. Hoàng thảo kiều vàng, đây là cái thời điểm cô chú anh chị có thể ghép để mà chơi hoa xuân ạ. Đây ạ. Em thấy là các cái mắt nụ của nó đang sưng lên rồi đấy ạ. Đó. Cô chú anh chị đừng đợi đến khi nào mà nụ của nó nhú ra thì lúc đấy là hơi muộn rồi. Dụ như cây này thì em thấy là riêng cây này thôi thì đang có đến 3 cái mắt nụ sưng lên. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. Đó, nhìn rất là thích đâu. Không biết là nó sẽ cho bao nhiêu cái bông hoa từ cái thân này. Đó, hoàng thảo kiều vàng em bán với giá là 160.000 một kg cô chú anh chị nhá. Đấy, chuẩn bị đến mùa hoa cực kỳ là rực rỡ của dòng hoàng thảo kiều vàng rồi. Còn bên này là kim điệp nhựa này. Kim điệp nhựa thân rất là căng, khỏe và cũng chuẩn bị đến mùa hoa. Kim điệp, xin lỗi là đây là kim điệp xuân cô chú anh chị nhá. Kim điệp xuân ạ, em bán với giá là 150.000 một kg. Đó, hàng thân rất là khỏe đẹp. Rồi còn bên này là kim điệp nhựa này. Kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm ạ. Một số cây thì đang nụ và cũng có một số cây thì nụ khá lớn rồi đấy ạ. Đó, nên là qua đóng gói vận chuyển thì nó một số nụ cũng bị hỏng cô chú anh chị nhá. Đây, nụ của nó này. Em bán với giá là 230.000 một kg, hoa của nó rất là bền luôn đấy ạ. Có thể chơi từ 30 đến 60 ngày đấy ạ. Còn đây là dáng hương đuôi cáo. Cái loài lan mà nó là cái loại lan, dòng lan nổi tiếng của đẹp của vùng Cao Bằng đấy ạ. Cái dáng hương đuôi cáo này em sẽ bán với giá là 150.000 một kg cô chú anh chị nhá. Em bán xô cả xếp cả lướt này, có những cây xếp V rất là xinh này. Đấy, và đa số là hàng cây lá ngắn ạ. 1 kg khoảng tầm 7 8 đến 10 cây cô chú anh chị nhá. Em bán với giá 150.000 một kg. Còn đây là sơn thủy tiên này. Sơn thủy tiên hàng Bắc, cực kỳ là xanh đẹp, giả hành rất là khỏe và xanh mướt. Như thế này cũng chuẩn bị đến mùa lạ hoa của sơn thủy tiên rồi đấy ạ. Em bán với giá 200.000 một kg nhé. Tiếp theo đây là hoàng thảo môi tua, xanh mướt luôn ạ. Giá là 120.000 một kg này. Đây là kiều vuông mỡ gà. Đây, kiều vuông mỡ gà còn lượng rất là ít ạ. Cái dòng kiều vuông mỡ gà cực kỳ là xanh. Đó, rất là xanh, rất nhiều thân lá như thế này. Và khi mà cho hoa cái dòng này thì sẽ cho những cái chùm hoa rất là to, dài và đẹp luôn đấy ạ. Kiều vuông mỡ gà em bán với giá là 220.000 một kg nhé. Phi điệp vàng đấy ạ. Cái mầm đang lên rất là xanh đẹp ạ. Đó, phi điệp vàng đã được cắt tỉa rất là kỹ này và các mầm đang lên rất là xanh. Tuy nhiên đây là hàng rừng khai thác. Mặc dù nó xanh đẹp nhưng mà cũng không tránh khỏi là một số cái lá nó bị dập như thế này nhá. Em bán với giá là 150.000 một kg này. Tiếp theo đây là long tu đá, long tu xuân cô chú anh chị nhá. Thân hàng cây thân rất là mập, dòng lan rất là dễ thuần, dễ trồng, dễ chăm đi ạ. Các nhà vườn rất là thích cho cái dòng này cho vào vườn bởi vì nó rất là thuần, dễ thuần và đặc biệt là hoa của nó cực kỳ là đẹp. Em bán với giá là 250.000 một kg ạ. Tiếp theo đây là hoàng thảo trúc mành này. Trúc mành có một cái lượng nhỏ thôi ạ. Hoàng thảo trúc mành thì cái thân rất là mỏng manh, tuy nhiên thì cái sắc hoa thì vô cùng rực rỡ luôn. Hoàng thảo trúc mành em bán 280.000 một kg nhé. Còn đây là chồn tím này. Dạ, chồn tím ạ. Cây khá là lớn đều. Nói chung là cũng có cây to cây nhỏ lẫn lộn nhau. Thì 1 kg nó khoảng tầm 6 đến 10 cây trên 1 kg ạ. Chồn tím này. Hàng rất là đẹp và cũng khá là khan hiếm ạ. Cô chú anh chị xem nhiều nơi người ta bán thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Vài 3-4 cây chồn tím giá cũng có thể, nếu như bán theo hình giá cũng thể có thể lên được đến 2-3-400.000 ạ. Em bán với giá là 280.000 một kg cô chú anh chị nhé. 1 kg từ khoảng 6 đến 10 cây ạ. Tiếp theo đây là em có chầm tím Myanmar. Chầm tím ạ. Hàng đây, hàng được cắt tỉa sạch sẽ và các cái tay hoa
rất là nhiều tay hoa như thế này. Đó, hàng cắt tỉa sạch sẽ và những cái tay hoa đa phần là không bị gãy cô chú anh chị nhé. Cái dòng trầm tím này thì mặt hoa, cái dòng trầm tím này ạ, cái mặt hoa của nó vô cùng là xinh luôn và hương thơm, phải nói là nó dòng liệt vào dòng đệ nhất thơm hương ạ. Và hàng hôm nay về thì em về lượng khá là lớn cô chú anh chị nhé. Cây không khóa quá to, quá dài nên là và rất nhiều thân hoa nên là cực kỳ là lợi để cho cô chú anh chị có thể lấy về vừa ươm làm giống vừa được ngắm hoa đấy ạ. Em bán 800.000 một kg cho trầm tím ạ. Rồi còn ở đây em có lô quế lan hương này. Quế lan hương hàng lá xếp ạ. Dạ cô chú anh chị xem cho em nhé. Có những cái cây thì cái vòi hoa, cái quả vòi hoa rất là to, mập ú như thế này. Cái chất lá rất là đẹp luôn, cô chú anh chị xem cho em ạ. Quế lan hương, quế trắng tháng 8, đây là dòng lá xếp cô chú anh chị nhé. Dòng lá xếp ạ. Cái dòng này thì khá là khan hiếm và cái giá của nó, giá thành của nó được đẩy lên ngày một cao ạ. Và hàng này thì là hàng lá xếp nhé, có nhiều cây bản lá rất là to. Tuy nhiên thì hàng này em sẽ bán xô và không bán chọn gì cả cô chú anh chị nhé. Cũng sẽ có những cây thẳng này, cây cong này, cây to, cây nhỏ. Tuy nhiên thì nó là hàng lá xếp nhé. Quế lan hương lá xếp hay còn gọi là quế trắng tháng 8, lô hàng về rất là đẹp luôn. Đó, em bán với giá là 580.000 một kg cô chú anh chị nhé. Hàng cực kỳ là xinh như thế này. Còn bên này là quế lan hương hàng lá lướt này. Lá lướt thì nó cũng có cái vẻ đẹp riêng của nó đấy ạ. Đấy, đây là hàng quế lá lướt. Thì cái mặt hoa của nó thì cũng như vậy thôi. Tuy nhiên thì cái lá của nó sẽ dài hơn và nó không xếp đẹp như vậy. Đấy. Dạ, cái vòi hoa cũng rất là dài luôn. Dòng này thì nếu như cô chú anh chị ghép lên lũa thì nhìn thòng cũng rất là đẹp đấy ạ. Quế lan hương lá lướt em bán với giá là 220.000 một kg thôi cô chú anh chị nhé. Đó, hoa thì giống quế lá xếp thôi, tuy nhiên thì thân lá của nó sẽ dài hơn ạ. Còn đây là đai châu này. Đai châu rừng ạ. 1 kg dao động từ 15 đến 30 cây cô chú anh chị nhé. 15 đến 30 cây ạ. Hàng này thì đây là cái thời điểm rất là thích hợp để ghép cái dòng đai châu ạ. Đây là đai châu hàng rừng nên cũng không tránh khỏi một số lỗi nhất định. Và đặc biệt là cái cô chú anh chị lưu ý giúp em là cái nó là cái hàng rừng và cái mùa này thì nó khá là khô hanh. Nên là cái lá của nó cũng có một số cây là lá cũng khá là top. Tuy nhiên thì cũng không vấn đề gì cô chú anh chị nhé. Hàng này là hàng giống 15 đến 20-30 cây thì em bán với giá là 450.000 một kg. Còn bên này thì hàng size lớn hơn ạ. Size lớn hơn từ 4 đến 10 cây trên 1 kg ạ. 4 đến 10 cây 1 kg. Thì em sẽ bán với giá là 460.000 một kg cô chú anh chị nhé. 460.000 một kg ạ. Thì ở đây hàng rừng nên là cũng có một số cây nó bị dập lá một chút nhé. Đó, cũng không tránh khỏi cái điều đấy ạ. Tuy nhiên thì khi mà em bán chọn hàng cho cô chú anh chị thì em cũng sẽ cố gắng là chọn những cây đẹp nhất cho cô chú anh chị ạ. Rồi còn bên này. Bên này là cái đây bên này em có hàng đai châu Thái này, em giới thiệu nốt cái đai châu nhé. Đai châu này là đai châu Thái này. Đai châu hay còn gọi là nghinh xuân là ngọc điểm ạ. Đai châu Thái thì nó có ưu điểm hơn đối với so với đai châu rừng. Đó là nó sẽ có rất là nhiều mặt hoa luôn ạ. Rất là nhiều mặt hoa. Thì sẽ có những cây mặt hoa trắng này. Có những cây mặt hoa tím rất là xinh như thế này này. Đó. Và hương thơm thì cực kỳ là thơm, thơm nước mũi luôn đấy ạ. Hàng thì đa số là hiện tại là đang nụ cô chú anh chị nhé. Đang nụ ạ. Đó. Nên là đây có những cái cây thì nụ trắng. Có những cây thì nụ đỏ. Tuy nhiên thì cái thời điểm bây giờ nụ nó cũng có nhiều cây thì nụ cũng khá là lớn rồi. Nên là qua vận chuyển đóng gói nó cũng có hỏng một số nụ nhé. Đây, như cây này này. Nụ này thì không biết là nó sẽ cho hoa màu trắng hay là tím đấy ạ. Nụ này thì chắc chắn là tím rồi này. Đó, cây này chắc chắn là tím rồi này. Nó sẽ cho rất là nhiều màu hoa khác nhau, sắc hoa khác nhau. Và đặc biệt là hoa rất là bền và hương thơm rất là dịu, cực kỳ là thích luôn ạ. Có hoa của nó có thể chơi được đến 2-3 tháng nhé. Đai châu Thái đây ạ. Lô hàng về rất là đẹp. Em bán với giá là
580.000 1 kg. 1 kg thì nó sẽ dao động từ 3 đến 6 cây. Cây khá là đều. Em thấy là lô này về cây rất là đều cây luôn ạ. Là không có những cây to quá, không có những cây quá nhỏ đâu ạ. Cây rất là đều cây. Đấy, cô chú anh chị xem cho em, hàng rất là đẹp luôn. 580.000 1 kg cho dòng lai châu Thái nhá. Còn ở đây em có cái lô Vanda, đa số là hàng là xếp. Rất là đẹp như thế này. Em bán với giá là 120.000 1 kg cô chú anh chị nhá. Hàng lá xếp rất là xinh ạ. Đó, cũng có lẫn một số cây lướt, tuy nhiên là lượng lướt là ít ạ. Hoa của cái dòng này thì thơm, cực kỳ là thơm và hoa rất là bền luôn ạ. Còn ở đây thì em có cái ngọc thạch 3 màu này. Đây là ngọc thạch 2 màu. Xin lỗi, là đây là ngọc thạch 2 màu. Nhìn nó cũng khô như thế này. Tuy nhiên thì cô chú anh chị cứ yên tâm là về chuẩn bị tới thì sẽ được chơi hoa, chơi hoa của nó cực kỳ là sai ạ. Không vấn đề gì đâu cô chú anh chị nhá. Mùa này là mùa nghỉ mà. Em bán với giá là 100.000 1 kg thôi ạ. Còn chỗ này là ngọc thạch 3 màu, bên kia là ngọc thạch 2 màu, còn đây là ngọc thạch 3 màu nhá. Hàng Bắc ạ. Hàng Bắc ạ. Em bán với giá là 160.000 1 kg cho ngọc thạch 3 màu Bắc nhá. Thân nó sẽ mập hơn và nhìn nó căng tươi hơn rất nhiều so với hàng bên kia. Rồi ạ, bên này em còn có một lô báo hỷ nữa này. Đó, báo hỷ. Báo hỷ, dòng lan này cũng sẽ thường là nở vào dịp Tết nên người ta còn gọi là báo hỷ ạ. Em bán với giá là 150.000 1 kg dòng báo hỷ nhá. Có một cái cây đang cho hoa rất là xinh luôn, sắc tím cực kỳ là xinh luôn như này này. Đó, báo hỷ ạ. Rồi ạ. Đây là những cái mặt hàng mà hôm nay nhà em có này. Mong tất cả các cô chú anh chị và các bạn sẽ ủng hộ cho em nhé. Hôm nay thực sự em thấy là rất là nhiều cái loại mặt hàng lan rừng đẹp đấy ạ. Và cực kỳ là đáng sưu tầm. Như cái lô hạc vĩ này. Rồi là cái... nói chung là rất là nhiều mặt hàng đáng sưu tầm. Và em cảm thấy như cái lô hạc vĩ này thì em quá là ưng ý luôn. Nói như thế. Sắc hoa em nghĩ là sẽ vô cùng đẹp luôn. Lô hạc vĩ này. Em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp ạ. Uầy, trời ơi, quên mất giới thiệu.